Thiên sơn tuyết liên, hoa sen cực hiếm của Tây Tạng, 7 năm mới nở một lần trên núi tuyết, giá 5 triệu một bông hoa. Được mệnh danh là vua của các loài thảo mộc và có thời kỳ ra hoa kéo dài đến 7 năm, thiên sơn tuyết liên được nhiều người trân quý như vàng. Bên cạnh đó, những công dụng độc đáo của loại thảo dược này cũng khiến nó trở thành đối tượng săn đuổi của giới nhà giàu. Nếu đã từng đắm say trong các câu chuyện tiên hiệp, chắc chắn bạn từng một lần nghe nói đến thiên sơn tuyết liên. Trong những câu chuyện thần bí đầy màu sắc huyền ảo, tưởng chừng bắt nguồn từ trí tưởng tượng của con người ấy, thiên sơn tuyết liên hay hoa sen tuyết là loại thần dược có tác dụng cải lão hoàn đồng, nâng cao công lực. Tưởng chừng chỉ là một sản phẩm sáng tạo trong trí tưởng tượng của con người, nhưng tuyết liên lại là hoa có thật trong tự nhiên. Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc, nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa, và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn. Học giả Trung Quốc Triệu Học Mẫn vào đời nhà Thanh cảm thán khi lần đầu tiên phát hiện tuyết liên. Sở dĩ gọi là tuyết liên sen tuyết bởi loài thực vật này có thể sinh trưởng, phát triển và ra hoa ngay cả trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo trên núi đá cao vời vợi. Khi bung nở, loài tuyết liên có hình dạng giống hệt như một đóa sen. Người Tân Cương nhiều đời nay vẫn truyền tay nhau rằng sở dĩ tuyết liên có một hình dáng yêu kiều như thế là do nó được kết tinh từ gió, mây và tuyết. Theo nghiên cứu, tuyết liên được xem là bách thảo chi vương, vua của trăm loài dược thảo. Đây là loại cây hiếm chỉ sinh trưởng ở trên núi cao 2.500 cho tới 4.000m so với mực nước biển. Nó mọc trong các khe núi đá, là loài sinh trưởng chậm, mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm cho đến lúc nở hoa, và chỉ 5% số hạt có thể nảy mầm. Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện từ 3-5 độ C và chịu được lạnh âm 21 độ C. Nó có thể nảy mầm, sinh trưởng và ra hoa trong thời gian ngắn là kết quả của quá trình thích nghi với môi trường khắc nghiệt trên núi tuyết ở khu vực Tân Cương Tây Tạng. Mặc dù mất từ 5-7 năm từ lúc nảy mầm cho đến khi nở hoa, nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng. Đây là đặc điểm sinh học độc đáo mà hiếm loài nào có được. Sinh trưởng và phát triển trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt đã khiến tuyết liên trở thành một trong những loài thực phẩm quý giá và có nhiều dược tính vô cùng kỳ diệu. Giới y học mệnh danh loài hoa này là tiên dược. Theo sách y học được ghi chép lại, tuyết liên có khả năng giải độc, chủ trị các bệnh liên quan tới phổi, bế kinh, thân thể đau nhức và các bệnh liên quan đến phong thấp. Người ta còn dùng loại hoa này để bồi bổ sinh lực cho đàn ông. Ngoài ra, tuyết liên còn có khả năng làm co tử cung. Chính vì thế, loại hoa này nghiêm cấm sử dụng cho phụ nữ mang thai vì nó sẽ dẫn tới sảy thai hoặc thai chết lưu khi sử dụng. Tuy nhiên, loại hoa này có tính nhiệt, khi ăn vào mồ hôi sẽ chảy nhiều. Tương truyền, sau khi ăn loài hoa này, người ta có thể cởi trần trong tuyết mà không cảm thấy lạnh. Còn trong một số nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học nhận thấy tuyết liên có tính nhiệt cao, tác dụng rất tốt đối với các trường hợp nhức mỏi do phong thấp, thận hư hay suy giảm chức năng sinh dục, phụ nữ kinh nguyệt không đều, thống kinh. Tuyết liên giàu protein và các loại axit amin, có thể điều tiết được độ toan kiềm trong cơ thể người, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, chống lão hóa. Có những loại tuyết liên mang độc tố và trước khi sử dụng, người ta phải ép hết độc tố ra thì mới có thể sắc hoặc lấy làm thuốc. Vì những đặc tính vô cùng quý giá, sen tuyết luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị tuyệt chủng, bất chấp việc chính quyền Trung Quốc đã có rất nhiều biện pháp để có thể bảo tồn. Vào năm 2015, một nhóm 31 người leo núi đã nhổ hàng trăm bông hoa sen trên đỉnh núi Thiên Sơn, một dãy núi nằm ở khu vực Trung Á, giữa biên giới Tây Bắc Tân Cương Trung Quốc và Kazakhstan, chỉ để đăng lên mạng xã hội. Ở Việt Nam, loại sen tuyết quý hiếm này cũng là sản vật được giới nhà giàu sủng ái, với mức giá dao động từ 4-5 triệu đồng một bông, còn mua theo cân là từ 80-100 triệu đồng một ký. Sen tuyết được giới nhà giàu Việt Nam trân quý như một loại dược liệu tăng cường sức khỏe và là món quà giá trị để có thể biếu tặng trong những mối quan hệ thân thiết. Phát hiện ra hươu hai đầu siêu hiếm ở Mỹ.
Trong khi đang hái nấm ở gần sông Mississippi, một người dân sinh sống tại bang Minnesota, Mỹ đã tình cờ phát hiện ra chú hươu sơ sinh có hai đầu. Ngay lập tức, phát hiện này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học. Chú hươu kỳ lạ vừa được phát hiện là cá thể cái thuộc loài hươu đuôi trắng, có tên gọi khoa học là Odosaurus. Khi được người hái nấm phát hiện, nó đã tử vong, nhưng thời gian là chưa lâu nên các bộ phận của cơ thể vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Trong khi đó, sau quá trình giải phẫu và phân tích hình ảnh chụp CT xương, các nhà khoa học khẳng định chú hươu này đã chết trước khi chào đời, bởi vì phổi của nó vẫn chưa hoạt động, chưa được hít thở không khí dù chỉ một lần. Tuy nhiên, đặc điểm đáng chú ý của chú hươu này chính là việc nó có tới hai chiếc đầu, hai trái tim cùng nằm trong một màng tim. Trong đó, chiếc đầu thứ hai có gốc ngay tại phần xương sống ở phần ngực. Điều này cho thấy chú hươu cực hiếm này sẽ có tới hai bộ phận tiêu hóa trên, gồm lưỡi và thực quản. Trong bài báo cáo được đăng tải trên tạp chí khoa học BioOne, nhà khoa học Gino D'Angelo và cũng là người trực tiếp tham gia cuộc giải phẫu chú hươu này chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được nghiên cứu một cá thể hươu siêu hiếm như thế này. Đây là một trong những cá thể động vật hiếm nhất trên thế giới và thậm chí chúng tôi không thể xác định được tỷ lệ xuất hiện của nó. Bởi vì chắc phải có hàng chục triệu con hươu đuôi trắng ra đời mới xuất hiện được một con hươu hai đầu như thế." Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm về chú hươu hai đầu này nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây ra đột biến cũng như phân tích các yếu tố liên quan đến đột biến. Hổ mẹ sinh đôi nhưng hổ con không thở, mọi người hồi hộp lo lắng. Không khó để được chứng kiến cảnh động vật sinh con, nhưng cảnh một con hổ trong vườn thú sinh con thì không dễ gặp, và một cảnh tượng hồi hộp thế này thì càng hiếm gặp hơn. Juliet Clark, một chuyên gia về loài hổ tại vườn thú của Úc, đã trải qua một ngày làm việc vất vả khi anh giúp đỡ cô hổ Kailin sinh hạ đầu tiên. Nhiệm vụ của anh là canh chừng nó, và nếu có chuyện gì không hay xảy ra với mẹ con, anh sẽ ứng cứu kịp thời. Các bác sĩ và chuyên gia tập trung theo dõi qua màn hình quan sát cho tới khi chú hổ sơ sinh đầu tiên lọt lòng. Tuy nhiên, không lâu sau, họ nhận ra bé hổ mới sinh dường như nằm im không thở và không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm. Nhưng với nỗ lực của hổ mẹ, sau 2 phút ra đời, chú hổ con đã bắt đầu động đậy và phát ra tiếng kêu khe khẽ. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên và vui mừng thì một chú hổ con khác lại được sinh ra. Lần này không còn khó khăn gì nữa và ca sinh nở kết thúc với ba mẹ con hổ đều khỏe mạnh. Hiện tại cả hai chú hổ con đều lớn nhanh như thổi và không có dấu hiệu đau ốm gì. Siêu lạ, vừa tạo hình đồng bánh tét. Thời gian từ ép khuôn đến khi hoàn thành phải mất từ 2,5 đến 3 tháng với tỷ lệ thành công chỉ khoảng 30%. Mỗi trái dừa tạo hình đòn bánh tét đặc biệt này có giá bán lẻ khoảng 750.000 đồng. Sau 2 năm nghiên cứu, anh Huỳnh Thanh Tâm, 30 tuổi, ngụ ấp Phú Nhân, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã cho ra đời sản phẩm dừa tạo hình đòn bánh tét. Anh Tâm cho biết, nhằm nâng cao giá trị trái dừa của quê hương Đồng Khởi và muốn thử sức mình với sản phẩm mới lạ, anh đã kỳ công tạo ra sản phẩm dừa tạo hình đòn bánh tét. Do phong tục của quê hương, ông bà ta làm dỗ tổ tiên hay những ngày Tết thường dân cúng đồng bánh tét, nên tôi đã nghĩ cách tạo ra hình trái dừa theo hình dáng đó, anh Tâm chia sẻ. Theo ghi nhận của báo chí, dừa tạo hình đồng bánh tét của anh Tâm có khoảng từ 6 đến 7 khoanh, đều rất đẹp mắt. Theo đó, trái dừa hình tròn đã bị hô biến thành đồng bánh tét với chiều dài cân bằng từ đầu đến cuối trái. Tuy đã nghiên cứu thử nghiệm thành công, nhưng anh Tâm cho biết chỉ sản xuất vài trái để giới thiệu ra thị trường. Anh Tâm tiết lộ, do đây là sản phẩm hoàn toàn mới nên tôi muốn để mọi người xem, đánh giá như thế nào. Nếu thị trường chấp nhận ủng hộ tôi sẽ mở rộng quy mô. Được biết, để tạo được những hình dáng độc và lạ trên, anh Tâm phải tốn hơn 2 năm thử nghiệm và trải qua rất nhiều lần thất bại. Mỗi buồng dừa chỉ có thể chọn 2 trái để tạo hình, những trái còn lại sẽ cắt bỏ hết để cây tập trung dinh dưỡng nuôi các trái được chọn. Nếu không làm như vậy, trái dừa tạo hình sẽ không phát triển và dinh dưỡng của cây sẽ chỉ dành để nuôi những trái khác. Về kỹ thuật, anh Tâm không ngần ngại chia sẻ. Sau lần đầu lên khuôn ép khoanh lần đầu tiên, đúng 10 ngày kế tiếp phải lên khuôn ép khoanh lần 2, cứ như vậy cho đến khoanh thứ 6, thứ 7 nếu được. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được vì vỏ dừa rất trơn và cứng, nên nếu trượt một khoanh là hư cả trái. Không những khó ép khuôn, trái dừa còn dễ bị vỡ do chịu lực ép quá nhiều. Thời gian từ khi ép khuôn đến hoàn thành phải mất từ 2,5 đến 3 tháng.
tỷ lệ thành công cho mỗi trái dừa thành hình đồng bánh tét là khoảng 30%. Anh Tâm cho biết, sau khi thành công, sản phẩm dừa tạo hình đồng bánh tét đã được nhiều người hỏi đến. Dự kiến giá bán lẻ ngoài thị trường đối với dừa tạo hình đồng bánh tét là 750.000 đồng một trái.